Rồi, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watt Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành mở hộp vào chân tay để giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ rất đắt tiền đến từ nhãn hiệu đồng hồ Ebel. Đây là bộ hộp đựng nhân vật chính của chúng ta. Thì mặc dù là một cái chiếc đồng hồ cũng rất là đắt các bạn nhé, một cái chiếc đồng hồ được làm từ vàng đúc nguyên khối. Tuy nhiên là nó lại được hãng đồng hồ Ebel đựng trong một cái bộ hộp nó cực kỳ là đơn giản như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy là xung quanh chúng ta có một là cái bộ hộp đều là giấy rất đơn giản, có màu vàng. Màu vàng này thì nó là màu vàng da cam, tương đối là nhẹ nhàng. Ở phần phía trên thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ Ebel được in ở đây. Nói chung là về cơ bản thì khi mà chúng ta nhìn vào cái chiếc hộp này thì các bạn có thể hình dung được, rất khó hình dung được đây là một cái chiếc đồng hồ nó có giá thành cực kỳ là cao. Đó, mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Ở bên trong về cái nội thất đựng ở bên phía bên trong thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi, nó cũng không có cái gì là nó phức tạp cả. Ở đây là các bạn có ra một cái cuốn sách về cái dòng chữ Ebel và cái dòng sản phẩm mà Voyager, có nghĩa là kẻ du hành. Đó, đây là một cái dòng sản phẩm có thể nói là rất nổi tiếng và tương đối là hiếm gặp tại thị trường Việt Nam. Ở đây chúng ta có một cái sách hướng dẫn xung quanh là nó sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách tùy chỉnh của chiếc đồng hồ này. Ở đây chúng ta có một cái thẻ các bạn nhé, một cái thẻ bảo hành. Chiếc này thì mua cũng tương đối là lâu rồi, là một cái dạng hàng tồn kho. Ở đây thì chúng ta có một cái hộp. Cái hộp này thì nó là một cái túi da thật các bạn nhé, nó đựng cái chiếc đồng hồ. Đó, mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Một cái chiếc đồng hồ vàng nguyên khối rất là đẹp, cực kỳ là đắt tiền. Thật là khó hiểu khi không biết tại sao là cái hãng Ebel lại đựng một cái chiếc đồng hồ đẹp như thế này trong một cái bộ hộp cực kỳ là đơn giản. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ giấy, cái khăn này nữa. Khăn này nó là cái dạng không phải, nó là một cái dạng túi các bạn nha. Rồi, ok. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành giới thiệu vào trên tay và review cái chiếc này để xem nó có cái điểm gì đặc biệt các bạn nhé. Đây là chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta, là một cái chiếc đồng hồ Ebel Voyager 18K. Nên mình sẽ xoay một vòng cho các bạn là cùng xem về thiết kế tổng thể của cái chiếc đồng hồ này. Rất là đẹp, thật sự mà nói đây là một cái chiếc đồng hồ mà khi các bạn nhìn qua đánh giá về cái mặt thẩm mỹ học của cái chiếc đồng hồ này thì nó cực kỳ là sang trọng, nó toát lên một cái vẻ quyền quý khi mà chúng ta cầm, ngắm hoặc là đeo trên cổ tay. Về mặt kích thước của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rơi vào tầm 38mm, là một kích thước nó cực kỳ là dễ đeo trên cổ tay của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Ebel là một trong những nhãn hiệu đồng hồ sang trọng rất nổi tiếng của Thụy Sĩ, ra đời từ năm 1911 và hiện nay thì họ trực thuộc tập đoàn Movado của Mỹ. Đó, và cái chiếc đồng hồ mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là một trong những chiếc đồng hồ nó khá là đắt tiền và nó hiếm gặp ở trên thị trường. Ở phần phía trước thì các bạn là có thể thấy được là chúng ta có một lớp kính sapphire nguyên khối trong suốt, nó bảo vệ cho cái mặt số của chiếc đồng hồ này. Và cái lớp kính này thì các bạn có thể quan sát được nó được trắng phủ một lớp chống phản xạ ánh sáng. Và khi các bạn nghiêng qua nghiêng lại một chút dưới ánh đèn này, nó sẽ ánh lên cái ánh sáng xanh như thế này. Đi sâu vào phần mặt số thì các bạn thấy được là đây là một cái mặt số nó sẽ có chút phức tạp hơn so với một số những cái mặt số bình thường. Thì đây là một cái chiếc đồng hồ nó sẽ có sở hữu tính năng GMT giờ quốc tế. Đấy, và nó sẽ có một cái bộ vòng bi xoay tròn có hai mảng trắng đen ở bên ngoài rìa như thế này. Và trong nữa là mình sẽ nói về cái vòng bi này sau. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một cái bộ nền nó vẽ cái hình bản đồ quốc tế ở đây có màu vàng, và các bạn thấy được là cái bộ mặt nền này thì nó bắt sáng cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, mà khi mình nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn như thế này thì các bạn thấy được những ánh sáng nó hắt lên nó cực kỳ là sang trọng. Và đây có thể nói là một trong những cái điểm nhấn tuyệt vời, nó giúp cho cái chiếc đồng hồ nó nổi bật hơn khi mà chúng ta đeo lên cổ tay của các bạn. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Thì cái bộ ba kim này thì nó cũng có màu vàng đồng màu với bộ vỏ. Đó, rất là đẹp. Và cái phong cách thiết kế của nó thì nó cũng tương đối là thanh mảnh và dễ xem giờ. Đối với kim giờ và kim phút thì các bạn là có phần dạ quang nó chạy dọc cho thân kim, giúp cho các bạn là có thể quan sát giờ được dễ hơn. Tuy nhiên là cái bộ kim này thì nó cũng sẽ có một cái nhược điểm một chút. Nên mặc dù là nó có phần dạ quang, tuy nhiên là nó lại có cái màu vàng đồng màu với mặt số và bộ vỏ. Đấy, cho nên là nếu các bạn không để ý kỹ thì chúng ta sẽ hơi khó xem giờ một chút. Tuy nhiên đây là một cái nhược điểm nhỏ so với cái chiếc đồng hồ này thôi. Ở bên góc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Ebel Swiss Watch, là một cái chiếc đồng hồ được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ.
Ở đây chúng ta có những cọc số màu vàng nho nhỏ, các bạn thấy được là nó chấm li ti ở xung quanh mặt số ở đây. Ở bên góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một là cái ô lịch ngày. Và nếu để ý kỹ thì các bạn thấy được cái ô lịch ngày nó sẽ có cái phần kính phụ ở bên trong các bạn nhé. Đó, cái phần kính phụ ở bên trong này khi các bạn nghiêng qua thì nó sẽ thấy được là nó sẽ có ánh sáng bóng nó hắt lên. Thì cái lớp kính phụ này thì sẽ giúp cho cái chiếc đồng hồ của các bạn này nó được bảo vệ cái phần bộ lịch này nó được tuyệt vời hơn. Ở phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì đây là một cái chiếc đồng hồ nó khá là mỏng khi mà chúng ta đeo lên cổ tay. Đó, bộ thân vỏ này thì đang còn mới đến khoảng tầm 98% các bạn nha, rất là mới, được làm từ vàng nguyên khối 18K. Đó, và nó sẽ được chia làm 3 phần. Đấy, thứ nhất là cái phần niềng xoay vàng bằng vàng khối, thứ hai là phần thân giữa và cuối cùng là phần nắp đáy của cái chiếc đồng hồ. Ở phần niềng xoay thì nó cũng được làm từ vàng nguyên khối 18K, và cái bộ niềng xoay này thì nó sẽ có khắc những cái ký hiệu. Và những cái ký hiệu này nó chính là những cái thành phố lớn và nổi tiếng trên thế giới. Các bạn có thể thấy đây là Karachi, Bangkok của Thái Lan, Hồng Kông, Tokyo, Sydney. Đó. Và cái vòng này thì nó sẽ là vòng xoay 2 chiều các bạn nhé. Đó, nó là cái vòng xoay 2 chiều. Các bạn có thể dùng ngón tay và các bạn di chuyển nó xoay 2 chiều như này. Và cái điểm đặc biệt là của cái bộ niềng xoay này thì nó sẽ có từng khớp một, nó rất là chắc chắn. Đấy, khi các bạn xoay như này nó sẽ vào ngàm từng khớp một, chứ nó không phải là giống như những chiếc đồng hồ giá rẻ nó chỉ xoay một phát vòng tròn như thế này. Và khi các bạn là rút núm và chỉnh giờ ra như thế này, đó thì nó sẽ có hai nấc. Về cái nấc đầu tiên thì nó có khả năng chỉnh lịch. Đó, khi các bạn là rút nấc đầu tiên thì các bạn có thể chỉnh lịch được. Và khi các bạn là rút nấc thứ hai thì ngay lập tức phần kim dây nó sẽ dừng lại. Đây là chức năng hacking. Và khi các bạn là di chuyển cái phần kim dây thì cái phần múi giờ, các múi giờ ở bên trong nó cũng sẽ di chuyển theo. Đó, và các bạn thấy nó cũng di chuyển theo. Phần màu trắng đại diện cho phần ban ngày và phần màu đen đại diện cho phần ban đêm. Đấy, và mình sẽ lấy ví dụ một chút. Ví dụ như là hiện tại giờ của chúng ta đang là 7 giờ chẳng hạn. Và ở Hồng Kông, Hồng Kông hiện nay, đấy, Hồng Kông hiện nay của chúng ta đang là 7 giờ đang là 7 giờ sáng nhà. Chúng ta sẽ xoay, các bạn sẽ xoay cái núm có chữ Hồng Kông ở đây vào đúng mốc 7 giờ, nó sẽ phóng chiếu thẳng lên cái chữ Hồng Kông. Thì khi mà cái phần kim giờ bắt đầu vận hành như thế này, đấy, thì các bạn có thể biết được là Hồng Kông và các múi giờ khác đang là mấy giờ, bởi vì đây là một cái bộ GMT thời gian thực. Đó, khi các bạn xoay như này, ví dụ chúng ta múi giờ đang là 10 giờ chẳng hạn, thì Hồng Kông sẽ là 10 giờ sáng, Tokyo sẽ là 11 giờ sáng. Còn những cái phần vị trí bộ đèn ở đây, các bạn có thể thấy được là những cái phần giờ màu tối, rất là thú vị. Ở đây chúng ta có cái phần thiết kế thân vỏ nó rất là độc, các bạn có thêm những cái ốc vít ở xung quanh như thế này. Cái dáng của nó thì nó có phần hao hao giống như những cái chiếc đồng hồ thể thao sang trọng đến từ nhãn hiệu đồng hồ Patek Philippe. Nó là cái dòng Nautilus. Ở phần nắp đáy của cái chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể quan sát được là nó sẽ là một cái nắp đáy được làm từ vàng nguyên khối 18K. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái ốc vít nó khá là lớn, nó ghim chắc cái phần dây đeo này lại. Đây là bốn cái ốc vít của chúng ta. Và các bạn sẽ thấy được ở đây thì chúng ta có những cái phần triện vàng đóng rất là rõ ràng ở phía sau. Đây chúng ta có phần triện vàng 18K Swiss, bộ triện cân tiểu ly và những cái bộ triện rất là bé. Cái này các bạn cần phải có kính lúp để chúng ta mới có thể xem được. Chúng ta có dòng chữ Voyager Automatic. Cái chiếc đồng hồ này đang còn nguyên bản các bạn nha. Các bạn thấy được là nó đang còn rất là bóng và các chỉ số đang còn cực kỳ là sắc nét, chưa qua bị phai mờ do đánh bóng. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ đi kèm với một là cái bộ dây cá đuối màu xanh cực kỳ là cá tính. Đây là một cái bộ dây cá đuối nguyên bản có dòng chữ Ebel ở đây. Đấy, các bạn thấy dòng chữ Ebel khắc ở trong này. Squidmate. Cái bộ khóa của cái chiếc đồng hồ này thì nó được làm từ vàng nguyên khối 18K. Đây là một cái bộ dây khóa luồn các bạn nhé. Cái khóa này thì nó là một cái dòng khóa nó rất là xưa rồi. Cái dòng này thì hãng Ebel họ áp dụng lại dành cho những cái dòng khóa của những cái chiếc đồng hồ nó rất cổ điển từ thời xưa. Và các bạn thấy được là đây là một cái bộ khóa cũng được làm từ vàng nguyên khối 18K với những bộ triện bé xíu nó đóng ở đây.
đối với một nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng và nghiêm túc về chất lượng đồng hồ thì rõ ràng là đối với những cái bộ khóa được làm từ vàng đúc thì tất cả đều phải được đóng triện. Đấy, các bạn là có thể là luồn cái bộ khóa này như thế này và các bạn cập nó vào, và khi các bạn muốn rút là các bạn có cái mấu hai bên này, các bạn kéo giật nó ra như thế này. Đây là một cái bộ dây luồn. Cá nhân mình thì không đánh giá cao lắm về cái bộ dây này, tuy nhiên thì nó cũng là một trong những cái điểm nó đem lại cái sự thú vị cho cái chiếc đồng hồ. Một cái bộ dây nó khá là hiếm gặp. Ở bên trong thì nó sẽ sử dụng một cái cỗ máy tự động lên dây cót. Cái máy này là máy ETA2892 các bạn nhé. Là một cái dòng sản phẩm máy có thể nói là tương đối là cao cấp và nó có cái sự ổn định cao. Và nó đem lại cho chúng ta một cái sự yên tâm khi mà chúng ta sử dụng. Đây, mình sẽ thử đeo lên cổ tay cho các bạn là cùng xem. Cái chiếc đồng hồ này thì khi mà đeo lên cổ tay thì nó sẽ như thế này. Rất là đẹp, thật sự mà nói là nó rất là đẹp. Khi mà các bạn đi tham gia dự dạ tiệc hay là những cái cuộc họp thì chính cái chiếc đồng hồ này nó sẽ tôn lên cái nét cá tính cho các bạn. Và đây là một cái chiếc đồng hồ mà khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ ngay lập tức cảm nhận được cái giá trị của sự xa hoa. Nói chung là bác nào đeo thì nhìn phát là biết ngay là người giàu rồi, cũng không cần phải nói nhiều. Cái chiếc này thì nó sẽ có giá là 138 triệu các bạn nhé. Một cái giá nó không phải là dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên đối với một cái chiếc đồng hồ mà mình thấy được là nó có phong cách thiết kế đẹp, độc và đầy đủ hộp sổ như thế này, thì đó là một cái chiếc đồng hồ mà nên bỏ tiền ra để bỏ vào trong bộ sưu tập hoặc là sử dụng. Video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.